Bạn đang ở bên trong một tàu vũ trụ nhỏ. Tàu càng lúc càng bay lên cao hơn, rồi cuối cùng rời bầu khí quyển của hành tinh. Hàng nghìn vệ tinh với những cái banner quảng cáo tỏa sáng xuất hiện trước mặt bạn. Một trong số đó có dòng chữ: Chúc mừng năm mới 5699. Bạn có một lễ kỷ niệm trong năm nay. Bạn sẽ tròn 5000 tuổi đấy. Bạn nhấn một nút trên bảng điều khiển cảm biến và kích hoạt tính năng chặn quảng cáo. Bây giờ bạn không thể thấy bất kỳ banner 3D nào qua cửa kính nữa. Bạn chuẩn bị thực hiện một bước nhảy qua không gian. Một đường hầm có tên là lỗ sâu xuất hiện phía trước con tàu. Bạn bay vào trong và cái lỗ biến mất. Con tàu vừa dịch chuyển tức thời đến thiên hà tiên nữ. Gần đây, bạn đã khám phá ra một ngoại hành tinh tại nơi này. Nó tương tự như trái đất. Thiên thể ấy cũng có màu xanh dương, nhiều nước nhưng chỉ có một lục địa lớn. Hành tinh này khuất sau những đám mây giữa các vì sao dày đặc và bạn hy vọng người khác sẽ không sớm tìm thấy nó. Nhưng ngay khi hành tinh này được đưa vào danh sách liên thiên hà, bạn nhất định sẽ mua nó ngay. Bạn gọi nó là ngôi nhà thứ hai. Hiện tại, bạn đang bay vào khí quyển, xuyên qua những đám mây và hạ cánh xuống một ngọn đồi nhỏ màu xanh lá. Dưới chân đồi, bạn nhìn thấy vài ngôi nhà nhỏ bằng đất sét và đá có mái tranh. Gần các ngôi nhà, người dân địa phương với trang phục giản dị đang làm việc. Họ cày đất, còn đàn bò đang gặm cỏ gần đó. Bạn đã bật chế độ lén lút nên người dân địa phương không thể nhìn thấy bạn. Họ không phải là người thật. Bạn đã tạo ra họ bằng công nghệ nhân bản. Hiện tại, các điều kiện trên hành tinh này giống với trái đất thực vào năm 699. Đó chính là năm đã thay đổi cả cuộc đời bạn. Bạn nhớ rằng mình đang bơi trong hồ vào ban đêm và nhìn ngắm các vì sao. Một ngôi sao đã rời khỏi vị trí của mình và bắt đầu tiến đến gần. Một tia sáng khổng lồ hiện ra và một vật nặng rơi xuống nước. Bạn ngất đi và tỉnh dậy ở trên bờ hồ vào sáng hôm sau. 1000 năm sau, bạn mới nhận ra đó là một vẫn thạch. Một ngày sau khi ngôi sao rơi xuống, bạn nhận thấy mọi tổn thương trên cơ thể mình đều ngay tức khắc biến mất. Sau vài thập kỷ, bạn nhận ra là mình già đi chậm hơn những người còn lại trong làng. Lại 50 năm nữa trôi qua, bạn thấy mình không hề già đi một chút nào. Hiệp sĩ, người Viking thời Trung Cổ đen tối, những thiên tài thuộc thời kỳ phục hưng, bạn tận mắt chứng kiến tất cả. Bạn trở thành hoàng đế của một đế chế hùng mạnh. Sau đó, vì cảm thấy nhàm chán nên bạn đã quyết định đến sống trong khu ổ chuột để cảm nhận mọi sắc thái của cuộc sống. Bạn từng nghĩ là một phép thuật nào đó đã mang đến sự bất tử cho bạn. Nhưng rồi bạn hiểu rằng phép thuật hay ma thuật thực ra cũng là khoa học mà thôi. Bạn trò chuyện với những bộ óc vĩ đại nhất trên hành tinh, kết bạn với tiếp người thông minh sáng sủa lẫn những kẻ cực kỳ tồi tệ để hiểu được bản chất của loài người. Vào khoảng thế kỷ thứ 15, bạn đã nắm được mọi kiến thức và đọc toàn bộ sách mà người ta có thể đưa cho bạn. Bạn bắt đầu đi khám phá thế giới. Bạn khám phá quá trình quang hợp ở thực vật, nắm vững các định luật vật lý cơ bản, tiến hành những thử nghiệm hóa học tuyệt vời và biết được mình đang sống ở một hành tinh nhỏ bé trong vũ trụ bao la vô tận. Sinh học, hóa học, vật lý, thiên văn học, bạn học hỏi và khám phá mọi thứ. Kết quả nghiên cứu khoa học của bạn trong những lĩnh vực này đi trước nhân loại hàng trăm năm trời. Trong khi cả thế giới vẫn đang cưỡi ngựa, bạn đã chế tạo ra một chiếc xe hơi với động cơ hơi nước. Để che giấu danh tính của mình khỏi mọi người, bạn liên tục thay tên đổi họ và nơi ở. Qua hơn 1000 năm, bạn đã học được tất cả các ngôn ngữ trên thế giới và cả những ngôn ngữ không còn tồn tại. Bạn nghiên cứu mọi loại tính cách tâm lý mà con người từng biết đến. Trí tuệ xã hội và cảm xúc của bạn phát triển đến mức bạn có thể hình dung khá rõ về một người chỉ sau một phút nói chuyện với họ. Bạn nhìn vào mắt họ và hiểu họ muốn gì, sợ hãi hay xấu hổ về điều gì. Bạn dành vài năm trời thiền định liên tục để tĩnh tâm và suy nghĩ về cuộc đời. Bạn sống cuộc đời của một ẩn sĩ và quan sát nhân loại từ từ phát triển. Nhưng rồi, thế kỷ 20 tới và cuộc sống của toàn hành tinh đã thay đổi đáng kể. Cuộc cách mạng công nghiệp, những chiếc xe hơi và xe lửa đầu tiên, rạp chiếu phim, đài phát thanh và truyền hình. Trong 100 năm này, con người đã thay đổi nhiều hơn mức họ từng thay đổi trong 1500 năm trước. Bây giờ, bạn khó mà bắt kịp thế giới. Những phát minh mới xuất hiện hàng ngày, hàng giờ. Kiến thức và kinh nghiệm của những năm trước giúp bạn trở thành một trong những người có tầm ảnh hưởng nhất trên hành tinh. Các nhà lãnh đạo thế giới lắng nghe ý kiến của bạn. Nhờ kỹ năng giao tiếp thượng thừa, bạn có thể đàm phán với bất cứ ai. Bạn trải qua những cuộc phẫu thuật thẩm mỹ đắt đỏ và chất lượng cao để không ai nhận ra bạn. Bạn tiếp tục sống như vậy và thay danh tính mới cứ 20 năm một lần. Bạn có rất nhiều tiền cũng như vàng bạc đá quý mà bạn đã tích trữ được trong nhiều thế kỷ.
bạn xây nhà ở những nơi đẹp nhất trên hành tinh. Bạn tài trợ cho sự phát triển các công nghệ mới. Vào những năm 1950, bạn dự đoán rằng trong thế kỷ tới, một mạng lưới độc đáo sẽ xuất hiện. Nó cho phép bạn lưu trữ toàn bộ kiến thức của thế giới trong một thiết bị nhỏ. Với sự trợ giúp của mạng lưới này, tất cả mọi người sẽ có khả năng liên lạc với nhau từ nhiều địa điểm trên trái đất. Bạn ngạc nhiên vì Internet xuất hiện sớm hơn nhiều so với dự đoán. Các lập trình viên tạo ra thế giới thực tế ảo với đồ họa hiện thực. Trí tuệ nhân tạo đủ thông minh để cai trị một quốc gia nhỏ. Kỹ thuật di truyền cho phép chúng ta nhân bản người và đan xen cơ thể của chúng ta với robot. Các sinh vật cơ khí hóa đầu tiên xuất hiện. Mỗi thế kỷ trôi qua, không gian sống trên hành tinh ngày càng thu hẹp. Bạn phát chán với con người và những công nghệ mới. Càng ngày bạn càng dành nhiều thời gian ở trong nhà của mình trên đỉnh Everest. Nhân loại đang chiếm đóng sao hỏa và mặt trăng. Chẳng bao lâu nữa, những nơi ấy cũng sẽ không đủ cho con người. Trong thiên niên kỷ thứ tư, các nhà khoa học tạo ra một động cơ lượng tử để du hành trong không gian. Bạn là một trong những người đầu tiên thử công nghệ này và thực hiện bước nhảy sang một nhóm hành tinh khác quay quanh một ngôi sao tương tự như hệ mặt trời của chúng ta. Con tàu của bạn bị hỏng và bạn không thể quay trở lại. Bạn đành sống một mình trên hành tinh mới. Vì cơ thể bạn thích nghi với các điều kiện trên này nên bạn không cần dự trữ oxy. Sau đó, bạn học cách thở mà không cần oxy. Các tế bào của cơ thể nhận được những gì chúng cần để hoạt động bình thường từ các loại khí xung quanh. Da của bạn ngày càng thô ráp vì bầu không khí bụi bẩn của hành tinh. Và với trọng lực tăng lên, bạn sở hữu một sức mạnh đáng kinh ngạc. Với cơ thể như thế này, bạn sẽ trở thành siêu nhân ở trái đất. Bạn đã gửi một tín hiệu vào không gian và hy vọng nhân loại sẽ bắt được tín hiệu đó. Bạn đã sống một mình hơn 500 năm mà không có sách, Internet hay bất kỳ phương tiện liên lạc nào. Bạn dành phần lớn thời gian để khám phá một thế giới hoang vắng, không có sự sống. Sử dụng các bộ phận và công cụ của con tàu, bạn tạo ra một vườn rau. Bạn cũng có rất nhiều nước dự trữ. Trong suốt khoảng thời gian này, bạn nhận ra là mình nhớ thế giới cũ và cuộc sống của mình trước khi vẫn thạch rơi. Một tàu vũ trụ nào đó đã nhận được tín hiệu của bạn và đến tìm bạn. Bạn trở về thế giới quê hương thân yêu. Hiện nay, việc đi lại giữa các hệ mặt trời dễ dàng như đi tàu điện ngầm hoặc xe buýt. Bạn quyết định tìm một hành tinh giống với trái đất nhất có thể để tái tạo cuộc sống con người ở đó. Với sức mạnh của kính thiên văn hiện đại và kiến thức về thiên văn học, bạn khám phá ra thứ mình đang tìm kiếm trong tinh vân thiên hà tiên nữ. Bạn đến ngôi nhà thứ hai và sống cuộc sống của con người ở đó. Trong hàng trăm năm, bạn quan sát mọi người và hồi tưởng về quá khứ của mình. Bạn bảo vệ họ khỏi các mối đe dọa bên ngoài như tiểu hành tinh, tuy nhiên không can thiệp vào cuộc sống của họ. Đôi khi, bạn bay đến trái đất và các hành tinh khác vì có công việc. Cuộc sống trên ngôi nhà thứ hai đang trở nên rất giống với cuộc sống trên trái đất. Dân số tăng dần cùng nhiều nền văn hóa đa dạng. Công nghệ đang nổi lên. Bạn đã hoàn thành mục tiêu của mình và bây giờ bạn muốn khám phá những thế giới khác. Bạn dành 5.000 năm tiếp theo để nghiên cứu vũ trụ đang không ngừng rộng mở.